Gọi xe lửa rồi gì không? Em gọi đâu, gọi luôn mình hát đủ 3-4 luôn. À, mà cái con này thì tôi phải nhé, nhưng mà con thứ hai ấy, ở trong này nó còn nước, anh hiểu không nhỉ? Ờ. Thì anh em mình bơm giải chứ. Thì cứ dồn hết ra. Dồn mà giải, bơm giải chân. Bơm nó đâu được, thì giải nó luôn đấy. Để giải hết cái chân này đi, để cho nó giữ cái thành này, có tí là mà nó xoẹt nó đấy à đấy. Rồi, anh hiểu. Anh ký cái này hay anh ký? Xe một là ký không? Ký luôn, khác luôn nhưng mà. Trong kia là khô, ở ngoài này lại ướt.